giờ anh vàng hè vàng ớt. Thì thằng Quyền vàng bớt canh dâu nữa. Canh dâu nấu với thịt bằm. Ăn được, ăn được. Và quay clip cho mọi người xem. Nhưng mà hôm nay mình mặc nguyên một cái bộ hồng lè hồng lét, có thêm những bé dơi trên áo. Nhưng mà mình sẽ không quay đồ bé dơi mà mình sẽ quay đồ trái dâu. Mặc dù không có liên quan cho lắm, nhưng mà tại vì bà V không kiếm được cái áo nào mà hình trái dâu, nên bà V quyết định là mình mặc cái áo nào màu hồng hồng liên quan đến trái dâu cũng được he. Nói chung là mình cứ lết vô shop mình xem coi trong shop mình có bán cái gì liên quan đến trái dâu, mình mua hết cho mọi người xem. Bây giờ mình lết vô mọi người, cho ở vô liền cho nóng nghe. Lần sau nha, đi vô trong shop phải chú ý cẩn thận nha. Cái tay người ta đang để trên chiếc, quất một cái bây giờ nó bung gân tay tôi rồi nè. Ủa ai biết, tự nhiên cái đứng sát cái cửa làm chi, rồi ta kéo vô ai biết được là cái trúng cái tay hay không. Vậy thì trước xôi vô phải nói người ta đang đứng biểu diễn thời trang sáng giờ ăn mừng đẹp quá chứ. Mua đồ trong shop bà, rồi bây giờ bà đi vô bà đẩy tôi đi vậy hả? Ủa rồi nghĩ sao vô shop nhân viên cấp cao kiểu gì mà cái áo rồi cái quần gì vô duyên vô dụng chẳng đến tích sự gì hết trơn á. Gì? Vô đây mua đồ chứ dâu. Mua đồ chứ dâu. Thì đi mua đi, nhiều chuyện. Ê, đi thay đồ. Dạ, tỷ tỷ. Ta-da. Đó, thì hôm nay bà VV sẽ giới thiệu những cái thành viên cực kỳ kỳ cựu ở trong shop của VV Hao He. Thì đầu tiên đây, cô bé Mia, cô bé nhân viên cấp cao nhất của shop tôi đó. Thì một ngày Mia có thể ghép lên tới 300-400 tin nhắn và có thể lượt tiếp cận khách hàng tới 1 triệu khách hàng luôn, có đã có đỉnh à. Còn đây là một anh đây là một anh nhân viên cấp cực cao nhất của shop VV Hao luôn đó. Anh này là kim luôn, giặt giũ quần áo nè, là dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, quét ô đồ đó, rồi lâu lâu kim luôn cameraman đúng luôn đó. Còn tiếp theo là nhân viên cấp cao nhất đâu trời. Mọi người, tôi là nhân viên cấp cao nhất ở shop VV Hao. Như những clip trước mọi người đã biết tôi là ai rồi chứ gì, tôi cũng xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là nhân viên cao cấp nhất ở shop VV Hao. Thì hôm nay tôi nhận được cái tin là có khách hàng tới đây mua tất cả đồ dâu. Ok, tôi sẽ hỗ trợ vị ấy hết mình. Định hướng của công ty của chúng tôi là gì? Tôi sẽ đưa chuỗi cửa hàng VV Hao trở thành tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia. Ủa lộn, không phải đa cấp mà là tập đoàn chuỗi bán lẻ xuyên quốc gia. Đây là hình ảnh của tôi, còn là đại diện cho đại sứ hòa bình ở trong shop VV Hao nữa. Vậy đâu vậy? Mà ai vậy, sáng giờ không lo nấu cơm nấu nước gì chơi hết. Ủa ơi, vô trời ơi, ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái món đồ trái dâu để mua nha. Nhưng mà mặc dù hôm nay bà V mặc cái áo không liên quan cho lắm, nhưng mà cái chân có liên quan đó này. Cái chân rất là liên quan luôn mọi người ơi. Đây là một đôi dép bông trái dâu siêu xịn sò mới vừa tạo về để phục vụ cho clip ngày hôm nay liên quan. Nhưng mà hả, hôm bữa tới giờ gì mới liên quan? Rất liên quan. Đây là cái cây trái dâu đấm lưng mọi người. Đấm nó mỏi là mà mình mệt mỏi thì mình có thể đấm lưng đấm ơ, rất là ok luôn. Nhưng mà cái này bà V không có bán nha, bà V chỉ tậu về để cho có lên clip đó. Mà hôm bữa tới giờ là hả, mình đi quy một cái vòng bên kia rồi, hôm nay đồ trái dâu thì mình đi vòng ngược lại mọi người đó. Mình qua từ quầy mỹ phẩm qua để xem trên quầy mỹ phẩm có cái đồ nào liên quan đến trái dâu không he. Chị ơi, phụ em nghe giao hàng cho chị. Ủa chú shipper tới hả? Tới. Vậy bây giờ bà V và Mia sẽ lết ra để đưa hàng cho chú shipper nha. Thì ngày nào mình cũng phải đưa hàng cho những bạn mà mua hàng online hết mọi người nè. Một nồi hàng luôn, bây giờ mình sẽ xếp ra cho chú dán mã dựng đơn. Trời ơi, có cái huy hiệu của tôi đó nè mấy bà. Nên mấy bà bạn nào mà mua hàng online thì sẽ nhận được một cái cục hàng có huy hiệu tôi nha. Ok luôn, bây giờ mình sẽ tiếp tục vào chương trình chính của chúng ta đó. Đây là mua tất cả đồ trái dâu. Thì ở đây bà V thấy là có một set sô-cô-la, một set nói chung là xong qua sô-cô-la mọi người, không liên quan tới trái dâu. Rồi ở đây là có hai la, nhưng mà là hình hai la quả đào chứ không phải trái dâu. Rồi trái dâu đâu rồi, trái dâu ơi, ở đây cũng là đào. Rồi đào, trời cái gì đào không vậy? Mình xuống này thử coi mọi người. Đó, đây là son nè, phấn mắt nè, sô-cô-la. Ủa sao khác sô-cô-la với đào?
bao nhiêu dây đào nữa. Ý, trời ơi, Vi thấy dâu rồi nghe. Đây là một chú gấu ở trên những đám mây dâu dâu đó. Đây là cái bảng phấn trang điểm mọi người. Đó rất là xịn sò luôn. Ở đây là mình vừa có phấn mắt nè, vừa có má hồng nè, vừa có kim tuyến lấp lánh kim mơ, rồi có son môi luôn. Giá chỉ là có 75.000 thôi mà đã sở hữu được một cái bảng phấn mắt hình trái dâu đó. Để coi có cái gì trái dâu nữa không ta. Hồi nãy bà Vi kiếm ở đây. Ý, cái này cũng là trái dâu đúng không? Đây, Be My Valentine đó. Cái bảng này là bảng trang điểm mà lớn thì mỗi giá 100.000 nha mọi người. Trong đây vẫn là phấn mắt nhưng mà là phấn mắt khổng lồ hơn. Ở đây có thêm má hồng nè, có thêm highlight nè, có thêm tạo khói và son môi nữa. Giá chỉ có 100k thôi đó. Vẫn có hình trái dâu luôn nên bà Vi sẽ lấy một cái. Còn này mày để xem mình có cái gì trái dâu nữa không ta. Để xem đi, đào ở đây gấu rồi, đây là màu hồng chân mèo rồi, ở đây rồi mèo luôn rồi, đào luôn rồi, rồi hết trái dâu mọi người ơi. Cái bàn trang điểm này hết trái dâu nên mình sẽ qua cái quầy khác để mình kiếm trái dâu đó. Ở đây là một quầy gấu bông gấu ơ của bà Vi, thì ở đây có bạch tuộc cảm xúc của mình nè, rồi có chiếc bơ, nhưng mà chiếc bơ này là chiếc bơ ôm khủng long, chiếc bơ ôm dâu. Ê, trái này giống nhau nha. Rất giống nhau nha mọi người đó. Hai trái dâu cực kỳ giống nhau, mặc dù là bơ ôm dâu nhưng mà vẫn liên quan tới dâu. Ê, tại sao nó giống nhau không? Tại vì hai chúng nó chồng chung một giường mà. Chồng chung luôn vậy hả? Đúng rồi. À vậy hả lấy. Ôi nhưng mà khoan đã, tại sao trái bơ nó lại ăn dâu? Thì trái bơ thích ăn gì ăn nè, trái bơ này ăn luôn con khủng long nè anh. Ủa lại gì ta, bơ là thực vật mà, tại sao lại ăn thực vật? Kệ, nãy nó ăn động vật, nãy nó ăn con gấu nè. Cho tao mà chơi đi. Wow, cô tiên dâu xuất hiện. Bây giờ mình sẽ mua những cái món đồ nào mà có hình trái dâu là được nha mọi người ơi. Ví dụ đây là hình trà sữa, không liên quan. Ở đây hình con vịt cũng không liên quan. Cái bơ đã, kế bên có một bịch bánh rồi. Ý, hình trái dâu luôn nè. Đó, trái dâu kem sữa. Trời ơi, cực kỳ đặc biệt luôn nha mọi người ơi. Bánh xì nách nhân dâu, giá là 35k thôi. Cũng có hình trái dâu nên mình sẽ mua. Cầm giùm cho. Cảm ơn nha, chỗ này sao tốt dữ thần chứ mé vậy trời đó. Mới nấu cơm xong rảnh rỗi, có chuyện gì làm hả bà ơi? Ăn cũng được. Hôm nay nấu cơm gì ăn vậy? Hôm nay ăn cơm tất nhiên là cũng liên quan tới dâu rồi. Đó chính là cơm dâu. Cơm gì? Cơm với dâu hả ta? Gì? Xôi dâu. Ủa lạ thế. Đặc biệt nha, có canh dâu nữa. Canh dâu nấu với thịt bằm. Ăn được, ăn được. Anh ăn mình đi. Mình mới có một bịch bánh dâu à. Để mình kiếm xem trên cái quầy đồ ăn này còn cái gì dâu nữa không ta. Ở đây là một hũ kẹo bà Vi mới vừa về tại shop luôn. Gọi là kẹo bò sữa nha mọi người, xinh lè xinh lét luôn. Thì cái kẹo này một hũ vừa về là chỉ có 70.000 thôi. Ăn banh ăn từ năm này sang năm kia mọi người cứ yên tâm. Còn đây là một cái hũ bà Vi mới vừa về luôn, gọi là bánh bắp. Hôm nay mua đồ dâu, không có mua đồ khác quên, ngoài quên. Dâu quên. Vậy cái bên cái bên bánh bắp là mình có rau câu y không phải bánh lăng dâu. Ủa lạ vậy ta. Bánh lăng chế trái dâu luôn đó. Mọi người thấy không? Dưới đây là có caramel, còn trên đây là hương dâu à. Cái này lát nữa làm vô thật đơn ăn chán miệng. Bánh lăng dâu. Cái bả của này đây bảy bả chán miệng luôn không ba. Chán miệng được, ý là nãy ăn cái canh mà dâu rồi nấu thịt bằm thì hơi gớm. Còn đây mình có bánh, mình có ơ, rồi không biết có nước dâu không anh. Ai biết đâu, bà nhập về quá trời nước, bây giờ bà coi thử coi. Đúng rồi, bà Vi mới vừa nhập về rất là nhiều nước. Trái cây siêu xịn sò luôn, không biết là mình có dâu không mọi người đó. Ở đây là mình có sucking melon là cái gì ta, yugen. Tôi biết rồi, cái này là sucking melon. Là yugen. Yugen hả? Tưởng melon. Đây là cũng melon. Melon nhưng mà tên tiếng Việt là melon, nhưng mà tên tiếng Anh là watermelon. Là nước dưa hấu. Gap là này là do. Nho là nho. Có dâu kìa, có dâu. Dâu đâu nè, thơm nè. Không phải, dâu kế bên. Trời ơi, anh ta này lão quá nha, hai loại luôn. Một loại là thơm và một loại là dâu. Quá xịn sò, đây là nước dâu cực kỳ xịn luôn mọi người. Mình sẽ lấy một chai bánh ta đó. Nhưng mà không được lấy thơm anh ơi. Ôi, thơm cái gì đó. Lấy hai lon đi cho tôi uống nữa hả. Nè, ba lon này lấy không đây. Đây, nặng. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy. Lấy cho có cho mà nặng cái vỏ của ta. Lấy này lon thôi, để hai lon ta bán thôi chứ trời. Không phải đâu. Hai người uống chung một lon biết ý nghĩa là gì không? Ý nghĩa gì? Cho nó tình cảm. Thôi gớm anh ơi. Giờ mình xuống này mọi người đó, mình xuống này mình kiếm thêm đồ dâu nữa. Chứ giờ nãy giờ mình ăn uống quá rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm đồ phụ kiện liên quan tới dâu nè. Đây là bánh bao. Không liên quan tới dâu là gì, không có bánh bao dâu mọi người ơi. Còn đây là thấy hồng hồng đã thấy dâu rồi nghe. Đó đây, đây là một bé gấu. Nhưng mà xung quanh rất là nhiều dâu. Và bé gấu này đang ăn bánh kem dâu luôn. Nên mình sẽ lấy cho mọi người. Ở đây gọi là hộp giấy nốt đó. Trong đây có rất là nhiều giấy nốt xịn sò cute hình bé gấu ăn dâu đó. Nên mình sẽ lấy. Được, mình sẽ lấy một cái. Rồi ở đây để mình xem coi. Đây là những cái thùng rác mí này. Nhưng mà không biết có hình trái dâu không ta.
Ui, con bé này ôm hình cherry rồi, không có trình trái dâu mọi người ơi. Đây là hình hoa cúc nè, rồi hả, hình thỏ, hình mèo rồi, không có hình dâu rồi. Mình xuống đây coi, mình xuống đây mình ngồi mình coi thử coi ở đây có cuốn sổ là hình trái dâu không ta. Ở đây sao tàn Pikachu không vậy ta, trời đất ơi, nhũ nước cũng tàn. Cái này có được gọi là trái dâu không ta? Đó, ở đây là rất là nhiều dâu mọi người. Mặc dù cô bé này có cài hai cái cài dâu nè, rồi xung quanh có dâu nè, rồi ăn bánh mì dâu nè, ăn kem dâu luôn, nên mình sẽ lấy trái dâu đó, rất là liên quan. Đây là gọi là cuốn sổ mỏng size lớn đó. Giá cuốn sổ này chỉ có 20.000 thôi. Bạn nào mà muốn ghi nhật ký ghi ơi thì có thể mua cuốn sổ này về, đó là cô Tây Đông Nha. Hình trái dâu luôn. Đây là một bé gấu cũng có hình dâu luôn mọi người, rất là siêu xịn sò đó. Vậy mình sẽ lấy hai cuốn sổ dâu đó. Bây giờ mình sẽ lớp lại, mình kiếm sổ tiếp mọi người. Trời lẻ quá anh, đứng đây coi. Để ta bỏ đồ vô nó chứ trời. Ở đây là những cuốn sổ mochi, nhưng mà không biết mochi có hình trái dâu không. À, ở đây là có hình mèo nè, có hình con này, con gì kỳ quá ta, con này giống con gà quá ta. Con gà màu trắng hả ta, đó con giống con chim cánh cụt mọi người. Đây là hình con sao, ý hình con sư tử. Ủa vậy là không có hình trái dâu mọi người ơi. Vậy là sổ mochi và ve không có hình trái dâu. Vậy mình thử qua sổ nước coi có hình trái dâu không nha. Ý hình như cái này sổ nước này có hình trái dâu nè. Đó, đây là sổ nhũ nước nha mọi người. Ở đây là có một cái bánh kem dâu đó, cái bánh kẹp dâu, cô bé này sắp ăn rồi nè. Đó, rồi đây là một cái ý sổ mochi có trái dâu. Đây sổ nước mình có trái dâu, sổ mochi mình cũng có trái dâu luôn đó. Đây y chang cái tấm hình này luôn nè mọi người đó. Nhưng mà ở đây có thêm một bé mochi nữa đó, xịn sò chưa. Vậy là mình sẽ lấy hai cái sổ mochi. À, giờ còn gì dâu nữa ta, hai mình qua quầy khác đi mọi người. Ôi, đây là một cái góc nghỉ ngơi siêu tuyệt hảo quá đã. Ủa, đang mua đồ cho dâu cho mọi người xem mà, sao tôi vẫn ngủ quen vậy? À, tôi có cách này để cho chị Vi vậy. À, đây mình sẽ tiếp tục mua đồ trái dâu mọi người ơi. Ở đây là có rất là nhiều đồ trái dâu luôn. Chẳng hạn như là dớ nè. Ở đây dớ là bà về có dớ chàng trai dớ, cô gái dớ, trái bơ dớ, hoa cúc dớ, bánh này không biết bánh gì. Ý, có trái dâu rồi nha. Đây là một đôi dớ trái cây, trái dâu ơi siêu xịn sò đó. Bà về có màu trắng dâu. Rồi cái này là trái gì đây, trái cherry. Cái này cũng trái dâu rồi đúng không? Nhưng mà là dớ màu xanh đó. Dớ trái dâu bà B có màu trắng với màu xanh luôn nha mọi người. Bởi vậy mình sẽ lấy luôn hai cái. Ủa, trời, không có đồ đận luôn. Trời, đồ đận đâu? Trời ơi. Sao lấy đồ dâu nhiều quá vậy trời, xách hai ba giỏ luôn. Thì dâu nhiều mà, trong shop dâu nhiều đó mọi người. Bởi vậy mình sẽ qua đây mình kiếm đồ dâu tiếp. Ôi, đừng có mua nữa. Bà mua nhiều quá rồi, bây giờ ai mà nhận đây? Có đồ trái dâu tiếp. Trời ơi, đã cả ăn ba rồi mà ba cứ mua được hoài, nhiều quá trời luôn. Hay lạ hả, cái bình nước mà mình đựng để mình đi học á mọi người, được tặng kèm theo dây lươn. Thì bà Vê có hình dâu nè, hình chuối nè, hình bơ nè. Nhưng mà hôm nay mình làm hình trái dâu nên mình sẽ lấy trái dâu à. Quá xịn xò. Ủa cái này có dâu không anh? Không có đâu, gốc bông mà dâu cái gì mệt quá. Lê. À, cái này có dâu không anh? Không có luôn, đi. Ờ gì hả hết? Đi lẹ đi. Gương. Gương rất nhiều luôn mọi người ơi. Thì ở đây bà Vê sẽ kiếm được cái gương nào có hình trái dâu mới được. Ở đây là bà Vê có gương nhũ hai mặt bò sữa nè, đó là cute hột me luôn đó. Còn ở đây là bà Vê cũng có gương nhũ bò sữa luôn. Ý, bé bò sữa này ôm trái dâu nè. Đây bò sữa cực kỳ cute, có hai trái dâu hai bên và ôm luôn trái dâu mà có nhũ nước luôn mọi người. Siêu xịn sò, siêu đặc biệt luôn. Thì mình sẽ lấy à, quá xịn. Ở đây là bà Vê có gương nhũ nước rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm coi có gương tai thỏ nào hình trái dâu không ta. Ở đây là gương tai thỏ hình bé cuốn. Ở đây là gương tai thỏ hình bé dĩnh. Đây là gương tai thỏ hình bông hoa. Ở đây là gương tai thỏ hình nào? Ý, hình dâu. Trời đất ơi, dâu một màu, một cái dâu bự là bự luôn. Bây giờ mình sẽ lấy nè. Quá đã. Quả quậy tiếp theo. Trời ơi, hình quá bà Vê mới đi rồi. Chứ tôi thấy ở đây còn cái trái dâu rất là đặc biệt luôn. Mà tôi giấu bà hổng rồi, tôi sợ bà lấy quá trời luôn. Đây nè, cái bóng kẹo tôi nè. Bây giờ tiếp tục mua đồ trái dâu thôi. Ở đây bà Vê không thấy trái dâu. Nhưng mà mình để mình xem, mình kiểm tra coi đây. Băng đô cua, băng đô khủng long, băng đô cá, băng đô bò sữa, băng đô gấu, băng đô cà rốt, băng đô... Cái dâu hay trái ớt ta? Ủa? Dạ? Sao đỏ lộn mày? Nhiều quá, bây giờ phải cầm cái này mới nổi. À cũng được. Vậy đi. À, để bà Vê... Ý, ở đây có trái dâu nè mọi người ơi. Đó, đây là một cái bịch thun trái dâu. Sao nhìn từ xa giống như là dâu nó mọc ở trên cái kệ của bà. Ủa, đấy nè, đó, cái cuốn dâu nó mọc lên luôn. Ê, gì bất kỳ đi. Sao cứng vậy? Trời ơi, bà bước gì này rồi coi nè. Nè. Trời ơi, nguyên dạng dâu luôn. Ừ, vậy đó cho lẹ.
Muôn trái thôi. Thôi mua nguyên vàng đi cho lẹ. Ủa cái bóp dâu này đẹp quá ha, 25k một trái, chị Bê đang bán nha. Ờ đúng rồi, cái bóp này là đựng siêu nhiều thun luôn, mọi người có thể đem theo mình đi du lịch hay là mình đi học đó, mình xài đó. Mình xài xong á, mình lấy lên mình làm bông tai luôn nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây, và bây giờ phát hiện ra một cái gu siêu cute đến từ vị trí trái dâu đó. Đây, rất là dâu luôn mọi người, cực kỳ xịn xò. Mà cái gương này là gọi là gương gấp gọn nha. Một bé gương này giá chỉ có 30 nghìn thôi mà mình siêu tiện lợi đó. Đây, để Việt mở cho mọi người xem thử. À, cái bịch. Đó, đây, đây là cái gương gấp gọn đây. Gương lửa gấp gọn mọi người khi mà mình muốn chạy tóc. Phá đồ không à? Lượng mình chải tóc đó mọi người, ví dụ như thanh niên này không có tóc nhưng mà mình vẫn chải được luôn nghe đó. Còn ở đây là mình có một cái gương siêu xịn xò để mình soi gương đó, quá xịn lơ. Rồi khi nào mình không muốn soi nữa mình gắt nó lại, nó gọn là gọn luôn mọi người đó, ok lơ. Và tiếp theo bà sẽ kiếm tiếp đồ chứ dâu. Ở đây là mình có những cái kẹp ghim hình chipper rồi nè, kẹp ghim hình bạch tuộc rồi hình con cá ngựa hình ngôi sao. Ý, ở đây có trái cây nhiều lắm nè, không biết có trái dâu không ta? Rồi, không có trái dâu luôn mọi người. Không có một cái trái dâu nào hết. Vậy là bây giờ hết trái dâu rồi đúng không? Ê, cái này là gì đây? Đây là những cái sticker bà Vê nghĩ là sẽ không có trái dâu. Tại vì ở đây là toàn mặt cười không hề. Mặt cười giả trân đó mọi người, rất là giả trân luôn. Ở đây cũng không có trái dâu luôn mọi người ơi. Ở đây là trái đào. Ở đây là sticker trái đào. Còn đây là cái gì đây? Đây là cái quạt gì lạ vậy? Đây quạt nhựa cầm tay hình cu te. Ủa? Con thỏ? Con thỏ không dâu? Đấy, con thỏ không chứ dâu rồi mọi người. Đó, một cái quạt nhựa cầm tay thỏ không dâu cực kỳ xịn xò luôn. Bà Vê sẽ lấy cây thỏ không dâu. Ê, thanh niên, thanh niên. Ủa, gió bão đâu quá trời vậy? Gió bão gì? Nè, quạt mới về. Quạt không dâu luôn, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Cái gì vậy? Dâu. Ờ, dâu phải lấy chứ. Đó, còn bây giờ mình sẽ kiếm tiếp được cái dâu mọi người ơi. Ở đây là có những cái hộp bút thỏ cực kỳ xịn xò nè. Hộp bút thỏ này á là có 3 ngăn luôn nha. Rồi mình có thể đựng được rất là nhiều bút gì hay là bút mực gì của mình luôn. Ở đây hôm bữa là bà Vê hả có thực hiện đồ khủng long nè, là còn bé khủng long ở đây đó. Còn có hình con heo, rồi có hình con bò, rồi có hình ý cây bút hình trái dâu. Để bà Vê xem coi còn trái dâu không ta. Ý được 3 cây trái dâu luôn. Ui quá xịn xò. 3 cây bút trái dâu, nhưng mà cây bút này giá chỉ có 10 nghìn một cây thôi. Các bạn nào mua thì cứ qua mua nha. Tiếp theo mọi người ơi, bà Vê sẽ kiếm những món đồ trái dâu nha. Ví dụ như ở đây là mình có về bút kim tuyến, nhưng mà không có biết là kim tuyến này là nó có hình dâu không ta. Ở đây bà Vê chỉ thấy có Doraemon nè, có những bé gấu cu te, có hình cây kem, có hình tà tơ, rồi có hình bò sữa, rồi không có hình dâu luôn mọi người. Không có trên quầy này, mình xuống quầy tiếp theo đó. Quầy tiếp theo là mình có cái gì đây? Mình có cà rốt, không liên quan dâu, không liên quan dâu. Rồi mình có gấu, gấu cũng không liên quan dâu luôn. Rồi mình xuống quầy tiếp theo luôn đó. Mình xuống quầy tiếp theo, đây là một cái quầy bán sticker ở dưới nhằm bán băng keo washi mọi người đó. Rất là nhiều băng keo washi luôn nha. Nhưng mà ở đây là có hình công chúa nè, rồi có hình bé hỏ nè, rồi có hình bé dâu. Ý, có hình bé dâu, có hình cô bé làm bếp ăn hình dâu đó. Cô bé này đang làm bánh kem dâu mọi người, cực kỳ xịn xò luôn. Ở trong đây là 5 cái lớp băng keo washi đó mà hình trái dâu hết luôn, nên mình có thể dán banner đó. Hình trái dâu mình sẽ lấy hình trái dâu. Rồi tiếp theo là dưới đây là mình có rất là nhiều hộp bút, ví dụ như hộp bút bạch tuộc nè, rồi hộp bút bé dịch nè, hộp bút cây kem nè. Ở đây mà có cây kem dâu là hay rồi. Và hộp bút Hello Kitty, hộp bút dâu. Ý, hộp bút này hộp bút dâu nè mọi người. Đó, đây, 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 đây. Hộp bút này cực kỳ xịn xò luôn nha. Hộp bút này á là hình trái dâu in the summer đó. Mình có thể mở ra, mình bỏ bút vô đây. Đây là hộp bút quả dâu hình kiểu kem đánh răng á mọi người. Ở trên đây là cái nắp kem đánh răng này, mình có thể chuốt đồ chuốt đó. Mình có thể bỏ cây bút vô đây mình chuốt được luôn, quá xịn xò đó. Nên bà sẽ lấy luôn 2 cái. Không biết còn gì trái dâu nữa không ta. Mọi người ơi, nãy giờ bà Vê bỏ sót cái quầy này. Đây là một cái quầy cũng bán khá là nhiều đồ dâu luôn. Ví dụ nha, bà Vê phát hiện đồ ở đây là mình có một cái bóp đựng tiền hình trái dâu đó. Ở đây là bóp đựng tiền khủng long nè, gấu nè, đây gấu dâu rất nhiều, lấp du đó. Rất là nhiều gấu dâu nên mình sẽ lấy một cái bóp đựng tiền. Ví đựng tiền cute này giá là 85.000 nha mọi người ơi. Còn tiếp theo bà Vê phát hiện đồ ở trên quầy này, mình có thêm cái này mới về nè. Đó, cái này là mới về bên shop bà Vê luôn, gọi là thuốc dây tròn đó. Đây bà Vê mở mở thử cho mọi người xem ha. Thì cái thuốc này nó như thế này à, để mọi người đo kích thước cơ thể. Ví dụ như mọi người thích đo nhiêu thì mọi người đo đó. Mình kéo mình đo dài là dài vậy nè mọi người đó. Rồi khi nào mình không muốn đo nữa, mình bấm cái nút này nó tụt lên đó. Thấy kìa, à quá xinh.
tiền xà lô. Yeah. Nhưng mà nó có hình trái dâu nữa nên bà Vê quyết định nó là sẽ lấy một bé đó. Ngoài đây là bà Vê còn có thêm chiếc bơ nè, còn có thêm trái ạ. Wow. Trái cũng trái dâu luôn mà là hình bé thỏ đó. Vậy là mình có được hai hình trái dâu đó, quá xịn xò. Còn ở đây đây, để bà Vê xem coi, ở đây cũng là hình màu trái dâu màu xanh dương. Còn đây là hình một cái đùi gà cũng lông bia đó. Còn ở đây là hình bé thỏ đó nè. Đó, bà Vê có hình bé thỏ luôn nha. Rồi có hình quả bơ cute cành me đó. Nói chung là bà Vê có nhiều đó hình thôi, nhưng mà hôm nay mình làm đồ dâu thì mình sẽ lấy hai hình trái dâu. Ta-da! Đó, vậy là tất cả những đồ quả dâu ở đây rồi mọi người ơi. Trái dâu rồi, nói chung là trái dâu với quả dâu cũng giống giống nhau đó, nhưng mà rất là nhiều đồ luôn. Hôm nay bà Vê mua banh non cái shop, bà Vê được bao nhiêu đây đồ dâu đó. Đây là mình có cái hộp bút dâu nè, rồi hả bình nước dâu nè, cái cây này là không có bán mà nói chung là có dâu là được đó. Còn đây là có gương, thì gương bà Vê có ba loại gương luôn nha. Đây, gương dâu là có ba loại gương, một gương nhũ nước, một gương lượng gấp gọn, một gương hình tay thỏ đó. Còn bà Vê ngoài đây còn có thêm hai cái bảng phấn trang điểm hình quả dâu, còn có thêm gấu bông dâu nè, nước dâu nè, bánh lăn dâu nè, rồi giấy nát dâu, rồi bánh xì nát dâu. Ui, hồi nãy bà Vê quên lấy cái này, lúc nãy hả xếp gọn ra mình mới nhớ được cái này là một cái cuốn sổ dâu đó. Yeah. Đằng sau cũng có những cuốn sổ dâu luôn mọi người ơi, quá xịn. Cuốn sổ dâu là có hình mochi, rồi có hình nhũ nước, rồi có cây bút kèm luôn. Đây cũng có cuốn sổ, nhưng mà cuốn sổ này là cuốn sổ mẩm để mình ghi nhật ký, rồi mình có thêm vớ nè, rồi có thêm cái này đẹp mọi người, thun bột tóc. Trời ơi, cái bịch này có 25k thôi mà được quá cho thun bột tóc luôn, còn được tặng viên một cái bịch hình trái dâu như vậy nữa, rất là xịn sò. Còn có băng keo washi hình dâu luôn nha. Cái này là cái thước dây dâu đó. Cái thước dây dâu đó mọi người có thể đo cơ thể đó. Còn ở đây là mình có thêm hai đôi dép nữa, nhưng mà hai đôi dép này là của Vê chứ không phải là bà Vê mua shop à. Nói chung là chắc mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn, tại vì hôm nay mình mua được khá là nhiều đồ trái dâu rồi. Nên nếu mà mọi người có thích clip này thì đừng quên cho bà Vê một like, một subscribe.